Mời quý vị cùng theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, phản ứng trước việc Ủy ban châu Âu công bố phán quyết về cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc hôm qua, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng điều này không phản ánh đầy đủ quan điểm của Trung Quốc. Theo người phát ngôn này, Trung Quốc nhiều lần chỉ ra kết luận của châu Âu trong cuộc điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của nước này đã được dự định sẵn và biện pháp điều tra ở từng khâu đều vi phạm nguyên tắc khách quan, công bằng, không phân biệt đối xử và rõ ràng cũng không phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Kể từ cuối tháng 6, Trung Quốc và EU tiến hành hơn 10 vòng tham vấn kỹ thuật liên quan đến điều tra chống trợ cấp đối với xe điện của Trung Quốc và mong muốn cùng EU giải quyết thỏa đáng các tranh chấp thương mại thông qua đối thoại đàm phán. Thưa quý vị, Bộ trưởng Tài chính tạm quyền của Thái Lan, ông Pichai Chunhavajira hôm nay cho biết nền kinh tế xứ sở chùa vàng gần như đang trong tình trạng khủng hoảng do xuất khẩu giảm và sản xuất không đủ sức cạnh tranh. Tại một hội thảo kinh doanh hôm nay, Bộ trưởng Chunha Wazira cho biết xuất khẩu chiếm hơn 70% nền kinh tế Thái Lan, nhưng lĩnh vực sản xuất không thể đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường, nên nước này không thể cạnh tranh và thích nghi. Trong quý 2 năm 2024, kinh tế Thái Lan tăng trưởng 2,3% so với cùng kỳ năm trước và tăng từ mức tăng 1,6% của quý 1. Tuy nhiên theo quý, tăng trưởng kinh tế quý 2 chậm lại còn 0,8% so với mức tăng trưởng 1,2% của quý 1. Bộ tài chính dự đoán tăng trưởng kinh tế trong năm 2024 sẽ đạt được 2,7% từ mức tăng 1,9%, mức tăng chậm hơn các nước khác trong khu vực vào năm ngoái. Cơ quan thống kê Canada hôm qua cho biết tỷ lệ lạm phát trong tháng 7 2024 hạ xuống còn 2,5%, mức thấp nhất trong vòng 40 tháng qua kể từ tháng 3 năm 2021. Số liệu này cũng cho thấy lạm phát ở Canada đang giảm dần từ đầu năm đến nay và phù hợp với dự báo của các chuyên gia kinh tế về việc Ngân hàng Trung ương Canada BOC sẽ cắt giảm thêm lãi suất vào tháng 9. Các chuyên gia cho rằng lạm phát lõi dữ liệu mà BOC xem xét khi đưa ra quyết định về chính sách tiền tệ cũng chậm lại trong tháng 7, trong đó chỉ số giá tiêu dùng tiêu chuẩn CPI vào khoảng 2,2%, CPI rút gọn là 2,7% và CPI trung bình là 2,4%. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Nhật Bản hôm nay công bố dữ liệu sơ bộ cho thấy xuất khẩu tháng 7 năm 2024 tăng nhanh nhờ đồng yên yếu, chất bán dẫn và sự phục hồi của ngành ô tô. Theo dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 9,6 nghìn tỷ yên tương đương 66 tỷ đô la Mỹ, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng từ mức 5,4% của tháng trước. Kết quả này phù hợp với ước tính của các nhà kinh tế. Trong đó xuất khẩu linh kiện điện tử như chất bán dẫn tăng 25,2% so với cùng kỳ năm ngoái, ô tô tăng 62% khi ngành công nghiệp này dần phục hồi sau bê bối thử nghiệm. Về thị trường, các lô hàng đến Mỹ tăng 7,3%, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng trong tháng thứ 8 liên tiếp ở mức 7,2%. Về khối lượng, tổng kim ngạch xuất khẩu giảm 5,2%. Bộ trên cho hay giá trị các lô hàng xuất khẩu trong tháng 7 tăng nhờ đồng yên yếu, trong đó giao dịch ở mức trung bình 159,77 yên đổi 1 đô la Mỹ vào tháng 7, yếu hơn 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái. SATS, công ty con của hãng hàng không quốc gia Singapore và là nhà cung cấp chính các dịch vụ mặt đất chiếm 80% thị phần tại sân bay quốc tế Changi, đã có lợi nhuận trở lại trong quý 1 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 6 nhờ tăng trưởng về khối lượng hàng hóa cũng như nhu cầu về xuất ăn trên máy bay. Dữ liệu công bố hôm qua của SATS cho thấy Lợi nhuận ròng quý 1 năm 2024 đạt 65 triệu đô la Singapore, vượt xa khoảng lỗ ròng gần 30 triệu đô la Singapore của cùng kỳ năm ngoái. Từ đó dẫn đến doanh thu quý 1 năm 2024 tăng 15,5% lên 1,37 tỷ đô la Singapore so với mức 1,2 tỷ đô la của cùng kỳ năm ngoái. SATS cho hay, thành quả này nhờ tăng trưởng doanh thu ở mảng dịch vụ cửa ngõ và giải pháp thực phẩm. Cụ thể, doanh thu từ mảng dịch vụ cửa ngõ tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ khối lượng vận chuyển hàng không từ lô hàng công nghệ cao tăng, nhu cầu thương mại điện tử tăng trưởng và sự chuyển dịch từ vận tải đường biển sang đường hàng không do cuộc khủng hoảng biển đỏ. Ở mảng thực phẩm, doanh thu tăng 29,3% do nhu cầu về xuất ăn trên máy bay tăng. Hãng tin Lumber hôm qua cho biết, nhà bán lẻ hàng đầu của Mỹ là Squamart đang tìm cách huy động 3,74 tỷ đô la Mỹ bằng cách bán cổ phần tại công ty thương mại điện tử Trung Quốc JD.com khi tập trung vào các hoạt động kinh doanh khác. Theo Lumber, Walmart đang chào bán 144,5 triệu cổ phiếu trong phạm vi giá từ 24,85 đến 25,85 đô la Mỹ và ngân hàng Morgan Stanley là đơn vị môi giới của đợt chào bán căn cứ vào dữ liệu của công ty tài chính LSEG ở Anh, Wasmart là cổ đông lớn nhất của JD.com và sở hữu 5,19% cổ phần trong công ty thương mại điện tử này. Wasmart cho hay quyết định bán cổ phiếu tại JD.com nhằm tập trung vào hoạt động kinh doanh khác tại Trung Quốc là Samplup, đồng thời phân bổ vốn cho các ưu tiên khác Trước đó, smart báo cáo doanh thu từ hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc tăng 17,7% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 4,6 tỷ đô la trong quý 2 năm 2024 nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của chuỗi kho Sam Club và dịch vụ kỹ thuật số. Cổ phiếu Mỹ giảm nhẹ phiên hôm qua sau 8 phiên tăng liên tiếp cho cả chỉ số NB500 và Nasdaq Composite, một chuỗi chưa từng có kể từ cuối năm 2023. Chốt phiên chỉ số Dow Jones giảm 0,15% xuống còn 40.834,97 điểm, chỉ số NP500 giảm 0,2% xuống 5.597,12 điểm, chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,33% xuống 17.816,94 điểm. Cuộc khảo sát từ Cục Dự trữ Liên bang New York cho thấy 28,4% số người được hỏi đang tích cực tìm kiếm việc làm cao nhất kể từ tháng 3 năm 2014. Kết quả cho thấy triển vọng kinh tế Mỹ đang xấu đi, ngay cả khi một số nhà kinh tế đã giảm dự đoán suy thoái. Ông Tim Winland, Cố vấn cấp cao của ngân hàng Wells Fargo cho biết, rào cản lớn nhất đối với nền kinh tế ở giai đoạn này là sự chậm lại trên thị trường việc làm và lý do khiến điều đó trở thành vấn đề là chi tiêu của người tiêu dùng ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào thu nhập thực tế. Thị trường lao động đang suy yếu ít nhất là cho thấy tốc độ tăng trưởng chậm hơn. Tiếp nối vô cổ phiếu châu Á cũng giảm phi hôm nay. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,8%, chỉ số S&P AIS 200 của Úc giảm 0,5% và chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,1%. Tương tự, chỉ số Hansen của Hồng Kông giảm 0,9% và Shanghai Composite giảm 0,3% giá dầu giảm hôm nay dở tính cho thấy dầu thô dự trữ của Mỹ tăng và kỳ vọng căng thẳng ở Trung Đông đang dịu đi sau chuyến thị xác khu vực của các nhà hòa giải. Giá dầu thô Brent tương lai giảm chín xu xuống còn 77,11 đô la Mỹ một thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 10 xu xuống còn 73,07 đô la Mỹ một thùng. Ông Richard Bonzer, đồng sáng lập Energy Aspect, nhà cung cấp dữ liệu cho thị trường năng lượng đánh giá. Rủi ro dầu mỏ ở Trung Đông sẽ giảm dần trong những tuần tới. Chúng ta đã thấy nhiều sự kiện diễn ra, nhưng thật sự không ảnh hưởng nhiều đến nguồn cung. Giá vàng giao dịch tăng giá bởi dòng vốn đầu tư từ phương Tây và sự lạc quan về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 2.517,38 đô la Mỹ ao. Giá vàng tương lai của Hoa Kỳ tăng 0,2% lên 2.555,2 đô la Mỹ ao. Nhà chiến lược vàng trưởng của công ty quản lý tài sản Tytrix Global Advisor là ông George Milling Stanley dự báo rằng kỳ vọng các giảm lãi suất của Fed đang thúc đẩy giá vàng. Đó là yếu tố thúc đẩy giá cả trong tương lai. Mọi người đều có tầm nhìn dài hạn đưa ra trên một đầu tư cân bằng hợp lý và đó thực sự là nơi để vàng tỏa sáng. Chợ Dan Top 3 ở thành phố Cotonou một trong những chợ ngoài trời lớn nhất miền Nam Benin đang phải đối mặt với việc đóng cửa do nguy cơ an ninh cũng như hỏa hoạn. Kể từ tháng 6, chính quyền đã khuyến khích những người bán chuyển từ Dan Topa sang các khu chợ mới hiện đại hơn, nhưng quá trình di dời không hề dễ dàng. Chợ Don Toppa từng là trung tâm thương mại nhộn nhịp với khoảng 35.000 người bán hàng. Tuy nhiên, địa điểm với diện tích tương đương 25 sân bóng đá đang đối mặt với nguy cơ đóng cửa vì lý do an ninh buộc người bán phải di dời. Và kể từ khi mở cửa vào năm 1963, Don Topa trải qua khoảng 20 vụ cháy gây thiệt hại nghiêm trọng. Bà Yoshi Soder, người bán vải dệt tại chợ 20 năm qua, cho biết. Tôi có khách hàng từ khắp nơi, từ phương Tây đến Nigeria, Burkina Faso, Congo. Nếu chúng tôi buộc phải rời khỏi khu chợ này, họ sẽ đến đâu để tìm chúng tôi? Tùy thuộc vào loại hình kinh doanh, các cửa hàng sẽ di dời đến các địa điểm khác nhau khi chợ đóng cửa. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều người bán hàng và cả khách hàng lo lắng về việc mất đi vị trí trung tâm và thuận tiện của chợ. Bà Amy Blian Argen, một người bán hàng trong chợ, cho biết Chúng tôi vẫn chưa biết sẽ đi đâu. Chúng tôi không có đủ tiền để thuê một chỗ ở khu chợ mới. Nếu chúng tôi phải chuyển đi, cộng với chi phí vận chuyển, điều này sẽ rất khó khăn. Ông Sarkov asdoba, một khách hàng, chia sẻ, Hiện tại chúng tôi phải chi 100 đồng krang CFA Tây Phi để đến được chợ. Nếu đổi chợ, chi phí để đến chợ có thể lên đến 1.000 đồng krang. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tất cả mọi người. Để giải quyết vấn đề tranh cãi về việc đóng cửa chợ, bà Amy Aho Chủ tịch Hiệp hội Phụ nữ và Nghệ nhân của chợ Benin, đang nâng cao nhận thức cho người bán về thay đổi sắp tới, bà cho biết. Ngày nay, chợ đã mở rộng ra khắp các gia đình. Chúng tôi không thể xác định rõ ranh giới của nó. Mối quan tâm hiện tại của chúng tôi là việc quản lý vấn đề di dời hợp lý, như làm thế nào để đảm bảo ở chợ mới, mọi người đều có chỗ kinh doanh. Mặc dù ngày phá dở chợ Don Top 3 chưa được ấn định, nhưng thông tin đóng cửa chợ giống như sự kết thúc của một kỷ nguyên và sự mất mát đối với một địa điểm lịch sử đã ăn sâu vào văn hóa Cotonou. Để chuẩn bị cho việc di dời, khoảng 20 khu chợ mới đã được xây dựng để thay thế Don Tapa, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn vệ sinh và sức khỏe của quốc tế. Quý khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.